Ngày nay mình đi vô bản để mua heo. Mua heo về nuôi nhá. Đây một cái bản ở Lào. Đây đang còn rất là hoang sơ. Đây có kênh nước. Đây có kênh dẫn nước. Kênh dẫn nước, kênh thủy lợi người ta dẫn nước về. Bên kia là núi nha. Cái bản này nó cách chỗ mình ở có khoảng 20 cây, cách trung tâm huyện có khoảng 20 cây. Cuộc sống ở Lào thì nói chung là nó vẫn còn hoang sơ vì người ta ít, đất thì rộng mà người ít. Đây. Đây, cuộc sống vẫn ngày ngày đi chăn bò, đi săn. Mà giờ thì cũng, đồ rừng thì cũng hết rồi, còn ít thôi. Có cái mương thì lại